yeah. Waking you up from your sleep. Champagne for tonight. When the morning comes, I won't leave. I want you now. Time to think this over. I see it in your eyes. Feels like forever. When you put your hands on my body, don't wanna be here with nobody. Now you're still about it. It's the first time I'm still about you. So put your hands on my body. You already know. I just wanna love you. I just wanna show you. We'll stay here forever. Wanna be with you all night long. Kêu anh không phải là anh Vũ ơi nữa mà là anh Xã ơi. Mong anh yêu thương em nhiều hơn. Em cũng sẽ cố gắng chăm sóc anh, yêu thương anh nhiều hơn. Tụi em chúc anh Vũ và chị Xuyến mãi bên nhau, sớm sinh quý tử. Tụi em rất vui vì anh chị cưới nhau được. Và cuối cùng tụi em xin chúc anh chị là trăm năm hạnh phúc. Sau đó là con xin cảm ơn ba mẹ đã yêu thương đùm bọc con từ tấm bé cho tới lớn, cho con có một gia đình hạnh phúc, gặp một gia đình chồng luôn yêu thương con. Con cảm ơn ba mẹ rất nhiều. Shattered chances and empty frames have been the story of my life for too many days. Wrapped around myself in a wicked way. Threw the key to my heart right down the drain. Forever locked in a cage with no escape. Till the day you walked in and changed my way. Had my tongue tied up for I can't even say that I'm too far gone. Baby ơi, anh ơi. Dạ kính thưa hai họ, kính thưa ông đại diện gia đình họ đàn gái, gia đình chúng tôi có mang đến 8 cái quà lễ vật. Thứ nhất là để cúng ông bà tổ tiên. Và nhà trai đã tấn lễ ra đến gia tiên trong ngày hôm nay là 8 mâm quả. Trong đó là có một cái mâm gọi là mâm lộc, mâm trầu cao. Thì mâm này thì đã lộ thiên luôn rồi, không có dấu giếm gì nữa cả. Còn lại thì có cái sự thơm tho của trà, nồng ngào của rượu nè, ngọt ngào của trái cây nè, đã thấm đượm tình ngọt ngào của hương vị bánh. Và ngoài ra nữa thì có một cái đôi đèn cưới để lên đèn. Thì đó là tất cả những gì mà họ nhà trai đã tấn lễ. Cả trân trọng họ nhà gái, nhìn tiếp họ nhà trai,
thì có sự hiện diện của bà ngoại, dạ, ha, song thân của bé Xuyến, dạ, cũng như tất cả các cô, các cậu, các dì, các mợ, các chú, các thím của họ nhà gái, dạ, Ninh Tiếp họ nhà trai, dạ, thì cũng xin giới thiệu để cho họ nhà trai biết nha. Ngày hôm nay hai cháu đã chính thức nên như vợ chồng. Khi đeo nhẫn cho nhau thì thầy cũng nói rằng đây là chiếc nhẫn để nhẫn cưới, mà cũng là sự nhẫn nại, nhẫn nhịn và kiên nhẫn để cho hai con vượt qua tất cả mọi thứ để đem đến cái bánh bờ hạnh phúc hai con giàu sang nha. Thì bây giờ xin mời mẹ bước lên đây để nhận con dâu ạ. Anh đứng kế chị luôn ạ. Khi đi về nhà chồng thì theo nghi lễ của người Á Đông của mình á, thì có cái phần là dâng rượu lễ và dâng rượu hiếu cho tất cả thân tộc của họ nhà gái. Rồi. Tặng cho cháu yêu của mình phải không? Rồi con ơi tặng. Có ba mẹ của con thì với hai ly rượu này là hai ly rượu hiếu các con dành cho ba mẹ trong ngày hôm nay, cũng thể hiện sự biết ơn và cái sự là kính trọng ba mẹ của con trong suốt cuộc đời từ nhỏ cho đến trưởng thành, và hôm nay nói tiếp con đường khi con có một mái ấm gia đình. Con dâu xin cảm ơn cha mẹ chồng đã cho tụi con được biết nhau và tới với nhau. Ba mẹ cũng có một món quà dành cho con gái mình phải không? Dạ ok, bây giờ ba mẹ đứng lên đó nè. Rồi cái gì đó Liêm lấy đi. Con yêu thương ba mẹ cũng giống như con yêu thương cha mẹ chồng của con. Mong cả gia đình mình đều hạnh phúc và khỏe mạnh. Dạ con xin cảm ơn. Hội bạn thân của cô dâu. Dạ, hôm nay là ngày cưới của bạn Xuyến, đại diện cho hội bạn thân của bạn Xuyến. Xin chúc bạn Xuyến trăm năm hạnh phúc. Con đàn cháu đâu? Đầu bạc răng long. Dạ vậy thôi. Sometimes we get lost in the rush of it all. The weight of the world gets in the way, drives us apart at the end of the day. Yeah, sometimes when we think that we're doing it wrong, we gotta remember things are changing, but our love is always staying the same. And if you ever forget how good we've got it, think of it like this.